Em cảm ơn chị Ly. Em cảm ơn Minh Đăng ạ. Lễ tài hai ông nhà gãy luôn rồi. Lễ tài ba đỏ. Anh Nam đi mất tiêu rồi. Bây giờ đang đúng cầu này, Nam đi mất tiêu rồi. Nghi lẽ nằm á các lẽ lẽ xỉu ba trắng. Ba đỏ, lấy tay ba đỏ hả? Quệt luôn cá ơi. Ủa anh Hùng nghỉ rồi, anh Hùng nghỉ rồi hả? Anh Hùng hô cháy thiệt. Tay khác cũng có mà ca. Cảm ơn anh Nguyên ạ. Lẻ ba trắng ca, hôm qua có đi tán gái không? Nghe đồn qua ca đi tán gái đúng không? Có không? Chết đi tụi, sắp qua bài rồi đấy. Nãy giờ gặp mà quên hỏi. Liệu hồn đấy. Đó, thấy chưa? Cãi nó đi, cấm cãi. Lẻ xỉu, bệt lẻ à. Lẻ xỉu ba trắng. Cá mới nói kìa. Không đọc à? Hay lắm, giỏi lắm. Có vợ rồi đấy. Có vợ rồi đấy mà còn lăng nhăng nữa đi. Thiết luôn. Lẽ ba đỏ. Lẽ tài ba đỏ à, bệt lẽ cả nhà ơi. May mà nụ nghỉ rồi này chứ lẽ này nụ chết luôn. Lẽ tài ba đỏ. Nụ yêu. Anh Hùng dữ nhờ. Lẻ tài à, ba đỏ rồi cá ơi. Xin lỗi cá, lẻ tài ba đỏ à. Bệt lẻ. Ai hút bệt lẻ trong live em không mọi người ơi? Bệt lẻ này.
cứ bẻ cầu cái em nghi vẫn còn lẻ đấy, tay này còn lẻ, hai ông bẻ cầu luôn. Anh Hùng đi đâu vậy? Húp lẻ mọi người ơi, lẻ tài ba đỏ ạ. Bẻ cổ hai ông luôn. Hai ông, hai ông bẻ cầu. Lẻ tài ba đỏ. Em cảm ơn Jun Junjiro ạ. Anh Hùng không hô nữa. Đúng rồi, bẻ cầu đi hồi cái bẻ gãy cổ luôn. Em cảm ơn anh Tuấn. Lẻ tiếp cả nhà, bệt lẻ hả? Bám bệt đi mọi người ơi, lẻ tài ba đỏ hả? Anh chị nhà mình ơi, ai phanh lẻ đâu? Ai phanh lẻ đâu, cứu bé con bò được không? Cuối like rồi. Trời ơi, cảm ơn em rể tôi. Cảm ơn anh ba đỏ. Trời ơi, cảm ơn em rể nha. 6 cái. Ui. Ừ, nguyên bịch lẻ luôn nè em rể. Chẳng tứ ạ. Chẳng tứ, chẳng tứ. Em rể bảo cầu đẹp dạ. Cầu này mà nãy em rẽ vào sớm là lụm bệt tài là ngon rồi. Bệt lẻ là ngon rồi. Nhờ. Tứ xỉu.